Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Và đây là một bộ cam cực đẹp nha các bạn. Chân cam vẫn còn 7 màu, giờ mới tháo hồi hôm nha các bạn. Chỉ có một bộ duy nhất là cực đẹp thôi, nên giá nó cũng hơi chát nha. Những anh em nào chúng ta xe bình thường, chúng ta gắn bộ bình thường. Còn bộ này nó còn gắn sát cho nên giá nó hơi căng một chút. Chúng ta có đây là bộ cam trước và đây là bộ cam sau. Cái mặt sau thì nó đẹp hơn trước nha. Đây là mặt sau. Rồi, chân của nó vẫn còn 7 màu óng ánh nha. Rất là đẹp. Dần khè luôn nè. Mình của nó sáng bóng. Mới tinh luôn nha. Cam bắp chuối nha các bạn. Đây. Cam bắp chuối phía sau. Đó. 7 màu lóng lánh. Cực đẹp luôn nha. Từ xưa giờ đây là bộ duy nhất nha. Đây là cam trước. Cam trước thì nó không bằng thằng sau. Cái chân nó thì 7 màu nhiều hơn trước. Đó. Sao nó 7 màu nhiều hơn. Cái thân thì nó không đẹp bằng trước. Bộ đây là bộ trước, nó không đẹp bằng bộ sau nha. Nhưng nó vẫn còn rất là đẹp. Vẫn còn 7 màu. 19, 10. Rất là đẹp luôn. Thì dành cho anh em nào mà có xe mà giữ thiệt giữ thì gắn gắn cái bộ này nha. Đó, đây là cam bắp chuối 7 màu các bạn. Đó, cam bắp chuối 7 màu siêu đẹp. Bộ này giá hơi chát một chút. Ok, anh em nào cần bộ cam bắp chuối cực đẹp này gắn cho xe siêu đẹp thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình nha. Ngoài ra nếu mà xe của anh em không cực đẹp mà chỉ đẹp thôi, chúng ta sẽ gắn cái bộ thứ hai. Bây giờ nếu mà xe của anh em mà cần một bộ cam ring mà đẹp thôi thì chúng ta có thể gắn cái bộ này nha. Đó, bộ này cũng đẹp hết, cũng cam không bị sét, nhưng mà nó không còn 7 màu, nó đã xuống màu chì là do nó sử dụng nhiều hơn cho nên cái màu đen. Giá nó rẻ khoảng một nửa bộ kia nha các bạn. Đó, thì bình thường thì bên mình hay bán bộ này nha. Bình thường hay bán bộ này. Tức là bình thường các bạn sẽ mua được bộ này. Còn bộ này là có duy nhất một cặp từ trước tới giờ mới tháo được một cặp đẹp như thế này thôi. Thì đa số những cặp này ít khi mà tháo bánh ra, bán nguyên cặp bánh là mới nhiều. Đó, còn bình thường thì các bạn sẽ mua cặp này. Đó, thì anh em có nhu cầu mua cặp nào thì các bạn liên hệ trực tiếp trong Zalo, nhắn tin Zalo mình báo giá hoặc là gọi trực tiếp mình báo giá cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Đây là 7 màu, giờ này cực đẹp. Gắn được cho xe cúp nha các bạn. Xe cúp 50, 70, 90 đều xài chung cam hết nha. Giờ gắn cho 67 cũng chung luôn, còn Dream Thái thì xài cam khác nha các bạn. Dream cam khác, cam bự hơn, còn xe cúp thì cam nhỏ hơn nha. Rồi các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng. Và đồng thời là phương thức mua hàng của bên mình là những ngày ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop để lấy. Còn ở xa thì chuyển khoản, bên mình ship bưu điện cho các bạn nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Ok, bây giờ mình sẽ test con xe L50 đời 97 nha. Xe biển số Cà Mau 94. Cà Mau Bạc Liêu ta, quên bả rồi, 94 hải quan 9 gạch. Giờ mình sẽ quay kỹ con này cho các bạn coi. Bây giờ mình sẽ chạy thử một vòng, sau đó mình sẽ quay kỹ nha. Xe rất là đẹp nha, nguyên zin 100%. Rồi, xe hải quan chính ngạch, rút gốc sang tay vô tư, rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi, cái số 94. Rồi mình sẽ chạy thử một vòng nha.
sẽ coi từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Rồi các bạn nhìn cái đầm, nước sơn của cái đầm rất là đẹp nha các bạn. Lan can sơ ben, nước sơn nguyên viên nha các bạn. Đấy, ốc nè, bảy màu nè, cam nè, đó bảy màu sáng giới luôn nha. Đây xe Dodge 97 nha các bạn. Đó, rất là đẹp. Có xe nhúng tay xi nhan nè, đó bóng lưỡng, tất cả đều bóng lưỡng hết. Mình đã trang bị cho em nó một cặp kính. Đó, mới trang bị được cho em một cặp kính xi nhan còi. Đây, bàn thờ ốc còn 7 màu nè, rất là đẹp. Bình xăng siêu đẹp nha các bạn. Rồi, bắn lón. Đây, chúng ta coi bình xăng trái tim của xe xanh lè luôn nha, vẫn còn xanh lè, cục đầu hơi xanh lè nha các bạn. Đó, rất là đẹp. Đây cục máy, nước sơn zin trên cục máy. Xe này là nước sơn nguyên zin 100%, không dẫm tút gì nha. Đầu máy sạch sẽ nè. Đó, không chảy nhớt nha. Đó, thấy con ốc nó xét còn nguyên, không mở ra luôn nè. Cần đạp thắng, giò đạp vẫn còn bảy màu cho anh em. Đây cái gắp nước sơn zin nè. Đó, thông thường gắp xe cúp nó sẽ có cái tem ở đây. Xe đề thì cái tem nó sẽ nằm trên cái sườn nha. Bảy màu, bảy màu rất là đẹp nha. Đây, một cây bô nguyên viên, có chạy xước nhẹ nhẹ đây các bạn, do dựng trong tường nha. Nước sơn trên xe thì quá đẹp. Hai, không có bị chạy chỗ nào luôn. Tay xi nhan đẹp, mới lắp thêm cho em cái ba ga sau, rất là đẹp nha. Đó, đuôi chúng ta có xe biển số 94 chính chủ nha các bạn. Rút hồ sơ sang tay, một nốt nhạc nha. Đó, mình sẽ quay lại phía bên kia cho anh em coi. Chúng ta khám phá phần còn lại. Đây, rất là đẹp nha, bảy màu, bảy màu chiếc sơn zin hả, cao su zin mới tinh luôn hả, cao su zin mà mới tinh luôn, giống như lô luôn hả. Bảy màu các bạn, quá đẹp. Xăng con cục máy nè, sạch sẽ nguyên zin, ron lá cờ. Đó, rồi cục máy sạch sẽ nha. Bằng cái con số 7 màu, và đặc biệt nó có đá chống tắt máy nha, đá chống vô số sẽ tắt máy. Gấp gì, tìm gì, cật tay nắp xăng giới nè. Đó, đẹp từng con ốc nha các bạn, trắng hết từng con ốc nha. Bảy màu nè, bảy màu nè, bảy màu, bảy màu, bảy màu nè. Đó, rất là đẹp, gần như là mới tinh nha. Sắt rồi, quá đẹp. Ok, anh em nào có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại phía trên. Xe đang ở khu vực Sài Gòn nha, các bạn sẽ gặp trực tiếp mình để coi xe. Những anh em ở Sài Gòn thì qua trực tiếp nhà mình để lấy ở Sài Gòn, còn ở xa thì các bạn có thể chuyển cọc, sau đó mình sẽ nhờ dịch vụ giao tận nhà cho các bạn và thanh toán phần tiền còn lại nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cấp. Và hôm nay xin mời tất cả các bạn cùng với mình sẽ khám phá con Bentley CD50 đời 97. Xe này của một anh khách ở Bình Dương. Hiện giờ mình đang ở khu vực Bình Dương nha các bạn. Và mình phải lên trực tiếp kiểm tra và coi em này để mà rước em nó về. Rất là nhiều xe các bạn. Đấy, em đạp xanh nữa. Bây giờ mình sẽ lên em này trước nha. Đây, một em xe mình lên. Mình sẽ lần lượt lên từng em. Em đạp xanh. Em CD. Em Bentley 50. Ok. Đây, chúng ta coi. Những anh em ở xa chúng ta coi trực tiếp qua video nha. Đấy. Rất là đẹp nha các bạn. Cầm còn mới tinh luôn nha. Đấy, cặp về nước sơn zin nha. Về còn nước sơn zin. Con này anh em là mua nguyên con thì mua, còn không thì xả lẻ ra bán lẻ cho anh em luôn. Con này có cặp yếm bẩn rất là đẹp nha, cái đầu sạch sẽ này các bạn. Đó. Trong nguyên trong đứng em này còn khá là sạch nha, giá cũng rất là rẻ, dành cho anh em ít tiền chơi xe. Cái yên này bọc lại nè các bạn, dây bọc lại. Cốp Bentley 50. Xích nguyên zin, phục zin. Tất cả đều zin hết nha. Đặc biệt sở hữu cặp niềng rất là đẹp. Chó lọt. Nhìn chó lọt. Như tao bay da bằng. Tháng 2 năm 97. Tháng 2 năm 97. Cầm rất là đẹp nha các bạn. Đồ 46.000 nha. Taxi nhanh. Mới tinh các bạn. Rất là đẹp, trơn tru, cặp yếm bẩn, đặc biệt cặp yếm bẩn là đẹp hơn nha. Không bị nứt vỡ. Đầu máy sạch sẽ. Không thể nhớt. Chúng ta sẽ coi bên đây. Đây còn còn nữa. Cặp đầm nước sơn zin, cầm còn sáng giới nè, ốc còn 7 màu, rất là đẹp. Đặc biệt giá rẻ cho anh em chơi nữa. Trong mùa Covid thì chủ xe thanh lý, bán hết, lấy tiền mua mì tôm. Nhiệm vụ của mình là kết nối giữa các bạn với chủ xe để làm sao cho người mua với người bán gặp nhau. Mình dạng có VIP. Đây, cái đầu rất là đẹp nha. Đó. Cặp yếm bẩn đẹp.
Nước sơn trên xe là nguyên zin chưa dẫm thuốc à. Còn rất là đẹp nha. Hàng lên, hàng lên. Cầm rất là đẹp. Rồi mình sẽ thử tiếng máy lại. Đó, lấy tay quay. Cái tay quay chứ không cần phải đạp nha. Quá đẹp. Rồi thì anh em còn chờ gì nữa, hãy mau rước em nó về nha. Giá rất là rẻ luôn. Bạn có thể nhắn tin trong Zalo, gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo cho mình nha.